nhạc phẩm bài ca Hà Nội của Vũ Thanh sáng trúc thổi bằng mũi tiếp tục trình bày. Mọi người hưởng ứng ủng hộ nghệ thuật sáng trúc thổi bằng mũi giúp người khiếm thị vượt lên bóng tối rèn luyện sáng mũi đặc sắc hơn. Chúc quý vị mạnh khỏe, ngập tràn niềm vui và đông đầy tình yêu thương. Xin chân thành cảm ơn.